bông gòn mới được, chứ không phải tha gì. Nó màu gòn cái mình mua cái rào gấp á, những cái bông mà mình sẽ kẹp à, không coi mà là mua cái kéo nhỏ mình quấn nó màu gòn vậy đó, bắt đầu mình tha mình chấm cho tha chứ đâu có tha tay được. Sợ cái tay mình nó dơ phải không? Dơ rồi thêm qua em bé nữa. Mình có em bé mình phải kỹ cái đó mới được. Tụi em bé rồi kìa. Mà nay là cái bụng mình thấy rõ ràng luôn á, là hai màu luôn nè, hai màu luôn nè. Nó nhám. Nó ngứa mà mình không biết cái nó. Ngứa, chị tắm mà chị chà chà chị gãi á, nó đã ngứa nó nằm. Mà rõ nhất là cái đầu nè, cái đầu giờ nổi quá trời nổi. Ngày hôm nay á thì mình ghé qua mọi người á thì bé cũng gần hết sữa rồi á, thì chị Yến á, chị ấy có làm một cái nước uống cho các bé để mà thay thế sữa thôi. Hôm nay mình quay cho mọi người xem luôn để sẵn mà cái gia đình nào á người ta khó khăn mà trong trường hợp cấp bách mà không có sữa cho con uống thì con có thể làm theo đúng không? À, tí em con tí em. Tí em. Bột mì, bột gạo. Gạo nè em. Bên này là bột mì ha, bên này là bột gạo. Bột gạo nè. Bột mì là chị hả? Bột mì là chị. Bột gạo là em. Sinh thời hai ả tố Nga. Bột mì là chị, bột gạo là em. Ok, bây giờ hai mẹ con rồi đây nha. Ấy, sao em vậy? Mày làm ảnh đại quá nè. Thấy cưng không mọi người? Anh đi bỏ trứng hả? Anh đi đâu anh? Anh bán vịt. À bán vịt hả? À, bán vịt viên chân á. Ồ anh giỏi quá trời luôn. Chân anh bị sao vậy anh hả? Chân ngày xưa đi làm tai nạn lao động. À tai nạn lao động mà giờ anh vẫn chạy xe được luôn á. Chạy ba bánh. Hay thiệt. Anh nói có muốn ở đây, anh nói chung y kìa, nhưng mà ý là sáng mai anh xuống á, trời ơi xong. À. Là sáng anh cũng bán đây luôn hả? Anh bán không chạy chợ được lắm em. Tại vì anh không có muốn bán. Dạ. Dạ chào anh. Ờ anh giỏi kìa mọi người đấy. Chạy xe hay thiệt á, còn một chân mà anh chạy khéo quá, khéo luôn. Hồi sáng thì anh xuống nè, anh thấy chỗ này trống, anh ngồi với. Anh có hai ngồi đây không? Hả? Anh có hai ngồi đây không? Có. À. Xuống mà chỗ nào trống thì chị cho ông ngồi, tại thấy ông què rồi thấy thương quá thì ngồi bên kia chị học kỹ. Vậy nó ngoan quá trời. Gặp con chị thôi bó tay. Ừ, ngoan lắm hả? Hai đứa bé này nó ngoan nè. Dạ. Nó nhờ trời thương nó ngoan chứ mà nó khó nữa thôi. Sao mà giữ được? Bây giờ này thấy ra ngoài này cũng hơi nóng được mà nóng. Đâu khóc đâu đúng không? Cứ ngủ ngon lành vậy đó. Luôn, thiệt. Trừ khi đói hoặc ngoan. Là khi nào mà đi vệ sinh thôi đúng không? Ừ, mới khóc. Đi vệ sinh thì nó ướt nó la là còn bình thường nó vẫn vui. Vậy cũng hay ha, biết thân biết phận là cũng để cho bà ngoại với là mẹ mưu sinh nữa chứ cứ khóc hoài ai mà khóc hoài sao mà làm việc được đúng không, kiếm tiền được đúng không? Thường nếu mà trẻ mà bị ngứa hoặc là bình thường á là tắm bằng mướp đắng nè, chè xanh nè hay là lá khế này kia nó sẽ hết. Khi mà thấy chị này bị á mọi người cũng chỉ rất là nhiều, nhưng mà mọi người biết không, cái bệnh này nó không phải là cái bệnh thông thường, không phải là ghẻ lở thông thường mà nó đi từ trong cái nhiễm sắc thể rồi ha. Nó bị như vậy giống như dằn bẫy nến vậy đó. Thì là có tắm cỡ nào hay là bôi thuốc cỡ nào rất là nó chỉ hạn chế được một phần nhỏ thôi nó chứ nó không hết hẳn được. Nhưng mà hai em bé này là chị ấy cũng nói với mình là đã tắm lá mướp đắng nè, đúng không? Tắm đủ kiểu luôn nhưng mà nó vẫn không có hết được. Mà bây giờ rất là lo ngại luôn mọi người thấy không? Ngay cái tay của bé này, bây giờ nó rất là rõ rồi nè. Ở đây nè. Đó, nó có những cái vảy trắng trắng này nè. Sờ vô nhám xịt luôn. Tội nghiệp ghê chứ. Tại vì bây giờ còn nhỏ thì không sao đúng không? Lớn lên rồi y chang như mẹ luôn nè. Thì mẹ bé mọi người cũng biết rồi ha, không phải là không được đi học đâu mà học tới năm 12 á. Là học xong năm 12 cấp 3 rồi chị ha. À, tốt nghiệp lớp 12 em. Nhưng mà cuối cùng cũng không có kiếm được việc làm. Bởi vì bây giờ mọi người coi này, tay chân như vậy á là rất là người ta đi ra đường người ta rất là sợ nhận vô làm đó, người ta sợ là lây nhiễm này kia đó. Ở công ty còn đỡ chứ còn mấy quán ăn là chắc người không dám nhận rồi đó. Công ty cũng có nhận luôn. Công ty cũng không nhận luôn hả? Lúc trước cũng có xin công ty ở khu chế xuất Tân Thuận đó.
Dạ. Chị làm, chỉ có chị làm bên đó đó, là như chị quen ở trong đó là chị năn nỉ người ta đó. Năn nỉ người ta mới cho. Người ta cho vô là làm chung với mẹ thôi, là đứng khâu chung với mẹ thôi, chứ còn chứ còn mà đi ra làm một mình là một được. Mình là nhận không không xin được. Tức là mẹ là phải bảo lãnh cho con đi làm đó mọi người. Là tay chị cũng bị luôn không chị? Tay cũng bị nhiều lắm em. Khắp người hết mà. Cả người luôn mà. Khắp người, cả lưng, cả nói chung là nó không còn chỗ nào trống hết trơn. Chị bé em bé cho em chút xíu nha chị. Để em chị cởi áo khoác ra cho thầy coi kỹ hơn nha. Tại vì nó cởi áo khoác cho ngoài chị. Là có một cái thầy thuốc ở dưới An Giang á, là đang chữa cho chị này. Và hiện tại thì uống thuốc rồi mọi người, nhưng mà thầy chỉ xem qua video thôi. Nên là mình cũng muốn quay kỹ hơn để cho cái người thầy này có thể xem có cái phương án chị chữa cho chị bén cái quần lên luôn chị. Kéo cái kéo cái tập lên luôn nha. Kéo lên hết lên lên ở trên cái trên vùng này nè. Dạ được rồi. Trời ơi, nó là cái chỗ nào mà có da mà kín kín là đều bị hết đúng à. Rồi. Tay nè. Trời ơi, đó chị đứng lên coi chị. Kéo quần lên, kéo ống quần lên này. Rồi được rồi, được rồi, chị dở cho em qua cái lưng đi. Ở sau lưng chắc nhiều nữa. Ở sau lưng mắt nhiều. Ôi lắm ơi. Em kéo cao lên luôn chị. Đó là lưng á thì có chỗ bị có chỗ không ha. Đây nè, ở bụng nó cũng vậy nè em. Đó dạ. Nó giống như lưng vậy đó. Rồi chị. Cái bụng đó chị. À. Như vậy là hồi xưa là nó bị một mảng nhỏ thôi đúng không chị? Đúng rồi. Là càng ngày nó càng lan càng ra. Càng lan ra. Nếu như vậy mà bây giờ mày không có chữa là những cái chỗ mà chưa bị là tương lai là bị luôn. Nhưng mà sao chị ở trong nhà chị có mặt kính vậy không? Không. Chị phải mở cho nó thoáng chứ. Ở trong nhà là nó bận đồ sát đồ không mà. Nhưng mà nghĩ cũng không phải là hẳn do kính đâu, tại cái đầu mình đâu có làm gì đâu, với lại cái chân nè. Đầu kính lắm đâu, nó vẫn bị rất là nó nhiều. Nó vẫn bị, giờ là cái vùng đầu là rất nhiều, vùng đầu là chị mua trái bù kết và chị nấu chị gọi cho nó không á. Tức là mình nghĩ là cái bệnh này nó thiết bị đâu, nó bị thôi chứ không phải kín đâu. Tại vì cái đầu, cái chân này đâu có kín mấy đâu, đâu bao giờ kín rồi đó không? Nó bị nhiều nhất là cái chân luôn nè. Ngoài cưng con đừng khóc nha. Bây giờ là tình hình là hai cái người con của chị á, là cũng bị tương tự mình á, chị có thấy lo không? Em không biết là khi mà chị bị như vậy á, ra đường á, người ta có sợ chị không? Dạ, bị từ bị cái này là không có dám ra đường. Không dám ra đường luôn hả? Dạ. Nhưng mà lỡ mà có dịp ra đường á, người ta thấy vậy là có ai nói gì chị không? Mỗi lần ra đường là khoác kính rồi lại. À. Mỗi lần ra đường á là chị ấy cũng kiểu như là mình tự ti á, mình không có dám mà sợ người ta sợ nữa, nên là chị phải mặc kín từ trên xuống dưới là chị một cái mặt ra thôi. Khi bé đi học á là áo trắng thì cục tay đúng không, nhưng mà mình phải may áo dài tay để che phủ hết cho em. Em này á thì bận quấy, nhưng mà mình không cho bận quấy mà cho bận quần tây xanh. Thì vô trường học á thì bạn học nó cũng xa lánh, ý là nó cười nhạo này kia đó. Thì đôi khi cũng có ông thầy dạy á thì đây nó là do người ta bệnh chứ không phải là cái gì mà làm gì cười dữ vậy. Dạ. Tức là bạn bè cũng trêu chọc đúng không chị ha? Giờ là thực sự luôn á là chị từng trải qua rồi đúng không? Chị từng trải qua rồi mà bây giờ là tình hình là hai đứa con mình nó lại bị giống như mình nữa. Thì rất là đau lòng đúng không? Rất là sợ rồi sau này con mình cũng sẽ chịu cái cảnh giống mình. Vậy là mình phải cố gắng nha. Theo cái liệu trình của thầy chữa, con mình có đỡ không? Mình mà đỡ là con mình có hy vọng rồi ha. Thôi bây giờ thì cho bột mì, bột gạo ha, được nằm thử trên cái đệm mới này xem sao. Có dễ chịu hơn cái đệm kia không? Cái đệm này á, bé sẽ nằm có cái hõm á, nằm sẽ cảm giác như yên tâm hơn á, ngủ ngon hơn. Đó. Đã chưa? Vậy là sau này dẹp luôn cái đệm này cũng được nữa. Đúng không? Để hai bé nằm trên này thoải mái hơn rất là nhiều luôn. Mày thấy cái này rất là hữu ích cho em bé luôn á. Trời ơi. Ngủ ngon ghê không? Gần như là em bé nào cũng thích nằm trên cái này hết trơn á. Ngày hôm nay á thì mình ghé qua mọi người á thì bé cũng gần hết sữa rồi á, thì chị Yến á, chị ấy có làm một cái nước uống cho các bé để mà thay thế sữa thôi. Hôm nay mình quay cho mọi người xem luôn để sẵn mà cái gia đình nào á người ta khó khăn mà trong trường hợp cấp bách mà không có sữa cho con uống thì con có thể làm theo đúng không? Cái này chị làm sao chị ha? À, cái này chị bỏ gạo vô, mình chế nước vô mình nấu. Dạ. Nấu cho nó nhừ ra luôn rồi cái mình luộc.
mình lấy cái nước đổ máu rồi mình bỏ đường vàng vô. Mình giống như là mình nấu cháo loãng đúng không? Nấu nhưng mà cái gạo dẻo em mới nấu được nha. Gạo dẻo sao mà nấu đây coi, nó nhừ luôn không? Nhừ nát luôn, chị thử dùng tay vô. Nó nhừ nát cái hộp này là nấu rất kỹ luôn này ha. Nát luôn, nó mới xong rồi mình lọc lấy cái nước nước gạo đúng không? Lọc lấy nước gạo em. Rồi cái nước gạo chị để đâu rồi? Đây nước gạo chị để qua đây nè. Chị cầm đi em coi thử coi. Lọc nước gạo bỏ vô đây. Chị lọc cái nước gạo kia bỏ. Đây chị chế chế ra. Chị chế ra chút xíu nha. Trong này chị có bỏ cái gì khác nữa không? Chị bỏ đường vàng vô em. Đây. Em nghĩ là cái này nếu mà không có sữa uống thì nó cũng tốt cho em bé đó chị ha. Nó mai đấy cho sữa cũng được mà. Dạ. Thì đó, đây hôm nay là mình quay lên để mọi người biết là trước khi mà được mọi người giúp đỡ sữa thì các bé đã uống như thế nào. Và hôm nay nếu như mình tới trẻ mà không có sữa thì chắc là cũng uống vậy luôn. Dạ. Quay lại cái hoàn cảnh nào mà khó khăn á, mà cấp bách á, trong nhà không còn cái gì á thì có thể làm theo cái này ha, để cho các bé qua cái cơn đói trước mắt. Thì bây giờ là cái này là cho các bé uống là có an toàn không chị? An toàn, tại vì ở nhà mình nấu mình lọc mà. Mình tự làm đúng không? Bỏ cho bé là đường vàng, nhưng mà chị mua cái loại đường vàng này cho em uống chứ không phải là cho em uống đường khác. Cái đường vàng này là đường vàng tinh luyện phải không? Đúng rồi, chị cho em uống cái đường vàng này. Trước khi mà có em giúp đỡ mà thiếu sữa là cũng uống bằng cái này? Uống bằng cái này. Là lúc mấy tháng là uống rồi chị? Lúc bé được tháng mấy là uống rồi. Bây giờ chị thử cho uống miếng được không? Này quanh con dặm cái đúng vú cho em. Nó nằm vú đưa. Trời nó sạch lên. Đó đây mọi người coi nè. Là bây giờ là các bé là đang uống cái nước gạo á. Uống không? Hay. Thực ra là có một số chị á, sau khi mà xem xong cái video của mình á, là có nói là mấy chị cũng nuôi theo con theo cái phương pháp này. Tức là không phải là nhà người ta thiếu sữa mà người ta vừa cho uống sữa mà vừa cho uống cái nước này. Thì lâu lâu thôi nha, kiểu như là bổ sung chất cho bé mà không phải là bé nào cũng hợp đó, tùy cơ địa của từng bé. Ồ, uống giỏi quá ha. Bé này gì cũng uống đó nè. Chị uống còn hơn sữa nữa. Uống nước cơm đi con. Chị chơi gì có sữa, uống nước cơm. Nhưng mà cái này ai chỉ cho chị vậy ha? Hồi xưa nhà khổ quá thì mẹ thăm bé Út đó, không có thì cứ cho bé, con bé đó nó uống cái này đó. Là hồi xưa là gia đình mình cũng đã từng vậy rồi ha. Bây giờ mình lớn lên thì mình học theo ông bà xưa mình cho uống gì đây. Em bé uống ngon ghê mọi người. Như vậy là đây là cũng là một cái kinh nghiệm rất là hay ho luôn mọi người. Nếu như mà trong cái trường hợp mà ở cái vùng sâu vùng xa hay là quá là khó khăn cấp bách mà không có sữa trong nhà thì mình có thể hoàn toàn là dùng cái nước cơm pha với lại đường phèn tinh luyện nhá, cho bé uống tạm thời. Tất nhiên là sữa mẹ là sữa tốt nhất cho trẻ nhỏ, nhưng mà ý ở đây cho mình nói là trong cái tình huống mà cấp bách nhất. Ôi, em nghĩ là giờ nay có sữa rồi, thôi lấy sữa cho bé uống đi, đừng bắt uống nước cơm nữa tội nghiệp. Đây mọi người, may là hôm nay tới kịp mang sữa qua cho bé nè. Hôm nay là gia đình hết sữa rồi, không kịp. Đây là làm sẵn nước cơm luôn á, đây nè. Nước cơm mọi người, nhìn cũng giống sữa ha, nó cũng đục. Nhưng mà chỉ có nước cơm với đường phèn thôi. Uống thì qua cái cơn đói tạm thời được chứ nghĩ là cũng không đủ chất dinh dưỡng đâu. Thôi cho bé uống sữa đi, pha sữa cho bé uống đi. Cho nằm dậy uống luôn. Cái này là để nằm uống luôn em. Không cần bế lên luôn á. Tôi lấy cái khăn lấy cho em để nó hiểu. Nhưng mà vẫn phải vỗ ở nha. Lấy cái khăn cho em để nó hiểu cho mình nó dơ. Nãy giờ đi bán với lại mẹ với bà ngoại chắc đói lắm rồi. Đậu lát bà nội cho ông chú chở con đi luôn.
Mình đi quay vậy mình biết sợ nhất gì không con? Tức là đi quay á, nhiều khi nhân vật nhận được cái số tiền á là nhiều người xung quanh á, người ta ghét, người ta ghen tị. Đó. Thấy khổ rồi ta có mình giúp. Dạ. Đúng rồi. Giúp đỡ giùm con, mình thấy tội nghiệp. Người ta đâu nghĩ là mấy đứa nhỏ này nó rất là tốn kém mà cái số tiền vậy là nó không có thấm vô đâu hết á. Nhưng mà nhiều khi á mọi người mình đi quay một số cái trường hợp á ở xa xa đó. Khi mà quay xong á, nhân vật nhận được cái số tiền là người ta chuyển qua, người ta ghét nhân vật, người ta không nói chuyện nữa. Ừ. Người ta còn nói mình nói kia nữa. Trời đó. Ơi, trời. Mọi người phải hiểu rằng là để mà chăm một em bé thì đó, nó mà rất là tốn kém luôn á. Ganh tị. Tới lớn này, tới bà lớn thì cũng tốt biết bao nhiêu. Mình không cho thì người khác người ta cho, chứ ở đâu mà ganh tị gì mà ganh tị. Mình không có giúp đỡ người khác. Mày dẹp chưa? Đúng cái con đặt bây giờ. Hôm nay đó cô nhìn thấy hai bé khác nhiều không? Khác. So cái bữa trước là nhìn khác, nhìn khác nhiều luôn. Nó vọt ra hẳn luôn ha. À, bảnh lại nè, bảnh nè. Yeah. Dạ. Đỡ hơn mấy bữa rồi. Bây giờ bảnh lại nè. Nhìn giờ là không biết sinh non luôn á. Dạ, giống như là xuyên thường rồi đó. Chăm sóc cũng được. Vừa bán vừa chạy về chăm sóc. Mà bé hôm nay dễ thương hơn. Hôm nay dễ thương. Bên này. Nhờ bà bên này là nhỏ hơn. À, bên kia lại nặng hơn, bên kia là 3,5 kg, bên này là 3,1 kg. Bé nhỏ mà, nhỏ vậy sao thấy khi như cưng vậy? Tại da trắng hơn. Da trắng là biết sao không? Chị biết sao không? Cái đèn nó rọi vô nhìn da trắng hơn chứ bây giờ nè. Để em rọi đèn cho chị coi nè. Bây giờ em để đèn thì chị thấy hai đứa dễ thương giống nhau nè, thấy không? Do cái đèn nó chiếu vô chị thấy da trắng hơn đúng không? Bà này bà nặng hơn tới 400g lận. Nha, được cái mà bữa lớn lên là cũng ngang ngang nhau à. Xích nhau. Ủa gì là làm dấu mang vòng rồi, chị với em đó. Ai con chị mang có 1 chiếc à? Con em mang 2 chiếc. Nhưng mà chắc mẹ với bà ngoại nhìn phát là biết ngay mà. Đàn bé này nó có cái bớt nè. Đàn bé này nó có cái bớt trên xanh lè nè. Hay ha. Đâu chị coi cho coi em bớt cái chị. Nè. À. Hai bên luôn hả chị hả? Còn cái con kia nó không có kìa. À. Vậy là bé em là có 2 cái bớt, bên này cũng có mà nhạt hơn hay sao á? Anh này, cái em đó là bị bác sĩ chích thuốc á, à, nó bầm thôi. Nó bầm hả? Cái này là nó có bớt nè. Kiểu như tạo hóa cũng hay ha, sanh ra là cũng cho cái điểm để phân biệt. Chứ không là vài bữa loạn xì ngầu luôn. Cái bình kia tốt hơn, nữa lấy cái bình kia cho uống đi, bình này đủ dở thì... Cái bình này đó là nhựa nó ra vậy ha? Nước nóng rồi nó ra nó hôi á, nó hôi nhựa. Nhưng mà bây giờ là mấy cô biết không, có một cái vấn đề rất là lớn là hai bé này là bị di truyền bệnh của mẹ luôn. Tức là mẹ sau này y chang á. Sau này nếu mà không chạy chữa là y chang mẹ luôn. Đúng rồi, để chung máu mà, máu cơ mà. Cô ý nói là bé nào bị nặng hơn? Cái này nặng. Lúc nãy cô nói là tóc của hai bé là xanh ra giống nhau. Dài giống nhau. Nhưng mà bé này là bị rụng tóc. Bé này bị rụng tóc. Đây mà còn người coi này ha, bây giờ là đúng là rõ ràng là tóc bé này á là đen hơn nhiều hơn mà không có bị cái gọi là cái vảy này đúng không? Có nhưng mà ít lắm em. Nhưng mà cái vảy này là đợt trước em ra có chưa? Có rồi nhưng mà nó nhỏ. Nhỏ hả? Nó ra nhiều đó. Như vậy là y chang mẹ luôn rồi nè ha. Đây mọi người coi nè. Cái đầu nó đã sần sùi y chang luôn, tay cũng bị luôn nè. Tay bắt đầu nổi lên này. Cô thấy không? Cô thấy trắng không? Không thấy có ẩm rồi mấy. Nhưng mà để bà không mới chạy được chứ giờ còn nhỏ xíu sao chị? Sờ vô nhám rạn luôn á. Thường là tay trẻ con mình sờ vô nó trơn láng đó không? Tại bà ẩm rồi đó, rồi ai thấy người nào người ta thấy tôi cũng nói chứ. Vậy ha. Nhưng mà không sao mọi người, bây giờ là bé còn nhỏ nên là mình nghĩ là còn trị được. Thì cũng đợi cho mẹ nó được 6-7 tháng rồi ẩm mẹ con cùng đi luôn. Ừ, hy vọng là em nghĩ là tầm khoảng 3-4 tháng là đi được, là bé khỏe khoắn là đi đi. Bé này nó khỏe rồi thì chị sẽ ẩm hai bé này đi luôn. Đi càng sớm càng tốt này, tại vì em thấy cái này là nhiều hơn là cái bữa ghé qua không thấy. Cái bữa trước ghé qua không thấy luôn. Từ nhà tới từ nhiều thêm. Mà nay là cái bụng mình thấy rõ ràng luôn á, là hai màu luôn nè. Nó nhám. Nó ngứa mà mình không biết nó thấy. Ngứa. Chị tắm mà chị chà chị gãi á nó đã ngứa nó nằm. Mà rõ nhất là cái đầu nè, cái đầu giờ nổi quá trời nổi. Lấy đây được, lấy được rồi lấy ra đi chú chỗ nữa. Chùi miệng rồi cho nó tiếp. Dở dở lên. Cái này nè, ta kiếm cái miếng màu, ta mua cái bịch bông gòn. Bông gòn. Chứ đừng có tha cái tay bông gòn ta chấm vô chứ, phải không? Đúng rồi. Bông gòn mới được chứ không phải tha gì. Nó bông gòn cái mình mua cái rào gấp á. Miếng
cái bông mà xích kẹp xích mặt không được. Nó mua cái kéo nhỏ mình quấn nó gòn cái đó bắt đầu mình tha mình chấm cho tha chứ đâu có tha tay được. Sợ cái tay mình nó dơ phải không? Dơ rồi thêm qua em bé nữa. Mình có em bé mình phải kỹ cái đó mới được. Nó tụng em bé rồi kìa. Ai cái lên đưa lên. Đưa lên. Đây 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 sao vô. Kiểu như là anh thiếu vitamin á, anh dặn dẹo. Vitamin D á, anh dặn dẹo. Xíu nữa có chín về là bỏ cái nệm ở dưới ra nha. Để cho bé đỡ rớt xuống nha. Nó mua bông gòn kìa, ta thay nào mà thay vô. Thôi kệ, lỡ bữa rồi bữa sau rút kinh nghiệm mình lấy bông gòn mình thôi. Có bông gòn mà xài hết rồi chưa kịp mua. À chưa kịp mua hả? Bởi vì cô kêu mày mua bông gòn con ha. Chưa kịp mua. Mà bông gòn đừng có mấy cái rồi thiệt á. Rồi thiệt đừng có cái mà dính dính ra nó bắt cái ấy vô nha. Mua bông gòn rồi thiệt á, ha cho đừng có cho dính ra cái lông bông gòn vô. Cái mùi dầu dừa. Có dầu dừa đó, nhưng mà chắc chắn là có thêm nhiều cái thuốc khác nữa. Có thuốc nữa chứ có dầu dừa sao vậy? Dầu dừa là nó mát. Trên đầu có để không chị? À, trên đầu thì chiều nay chị đi đẩy tóc cho nó mình mới xức lên được, tại vì xức vô nó dính tóc không mà nó không vô được da. Chị cởi áo khoác ra để cho mẹ xức trên tay luôn đi. Tức là bây giờ là người mẹ là đang chữa theo cái liệu trình này mọi người, của một cái thầy thuốc ở An Giang. Thì thầy có xin Quốc Chiến là cái thông tin để mà liên lạc á, và thầy đã gửi thuốc miễn phí cho chị này luôn. Rất là cảm ơn thầy nha. Chị cũng có điện thoại chị cảm ơn thầy. Dạ. Chắc chắn là người ta muốn giúp rồi đúng không? Chứ còn vì tiền là người ta đã lấy tiền rồi đúng không? Này người ta miễn phí cho mình rồi còn gửi xuống cho mình nữa. Chị xin chị cái địa chỉ của thầy gửi thuốc thì chị cũng quá là tốt luôn á. Chị nhận được thuốc và chị điện thoại cảm ơn thầy. Thì thầy có nói là hai em bé cũng giống như mẹ. Thì để điều trị cho mẹ trước, tại vì giờ em bé không bú sữa mẹ đó. Thì điều trị cho mẹ trước đi rồi em bé được lớn tí rồi đem xuống thầy sẽ trị. Dạ. Thầy cũng có nói chị là yên tâm đi, cái này trị được. Cũng đừng bi quan quá. Mày cũng hy vọng rằng là thầy sẽ cố gắng chữa cho chị ấy để mà có thể có sức khỏe lo cho các con. Với thứ hai nữa còn hai em bé này, xinh như thiên thần luôn mà cũng bị giống mẹ nữa. Hy vọng là thầy thuốc sẽ có thể nào mà chữa trị dứt điểm cho các cháu được. Mình bôi vô là mình có cái cảm giác sao chị hả? Nó mát không? À nó đã ngứa hả? Thì là được rồi. Ngoài cái việc mà xoa bên ngoài này nữa là mình còn lấy cái này nữa không? Đâu chị cầm ra em coi thử coi. Mình pha với pha nước trà hả? Không, nấu chế cho nhặt nước này cái mình nấu còn lại một chén. À, một bịch về uống có một chén thôi. Uống 3 chén. À. Nấu 3 lần em. Một ngày mình uống một bịch gì này là uống 3 lần. À, bữa giờ uống được nhiều không? Thì bữa giờ uống cũng được 7-8 thang nè. 7-8 thang rồi đắng không chị? Dạ. Nó không có đắng đó. Uống được phải không? Tháng mà 30 thang vậy. Cố gắng nha. Cố gắng uống đi cho nó hết bệnh, có sức khỏe, làm lo cho con.